Xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Trong video lần này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách bó hoa ba bông hồng giấy nhún nhé. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn ba bông giấy nhún như thế này. Mình chọn tông màu hồng. Và hôm bữa mình đã có video hướng dẫn về cái cách làm hoa giấy nhún như thế này rồi. Và lá hồng cỏ điểm thì mình dùng loại như thế này, có rất nhiều loại để các bạn lựa chọn, không nhất thiết là có phải loại giống mình nhé. Và ri băng thì mình sẽ dùng hai loại, loại 2 phân với loại 1 phân. Và cái nữa là mình chỉ cần các bạn chỉ cần dùng một tờ giấy đó như thế này thôi, các bạn chọn màu khác cũng được, không nhất thiết là phải màu đen, vì mình phối màu sao nhìn đẹp là được. Đầu tiên thì các bạn gắn lá hồng vào một bông này. Các bạn chỉ cần dùng một cặp lá cho ba bông này thôi nhé. Rồi các bạn mới gắn cỏ. Cứ một bông thì mình sẽ sử dụng một cành cỏ điểm. Thường thì mình sẽ dùng hoa màu đỏ cho giấy bọc giấy màu đen. Đây. Rồi mình sẽ cố định lại. Cái hoa mà có lá này mình sẽ để ở dưới. Để cho nó để cho bó hoa có độ phồng ra. Giờ nhún được cái là họ rất là thích, vì nó to nên họ rất là thích cỡ tuổi học sinh, sinh viên thì họ sẽ thích hoa giấy hơn, bởi vì size hoa to. Mình sẽ chỉnh hoa một tí, các bạn bẻ kẽm cái bông hoa hơi cong ra một tí để hoa nó không sát vào nhau. Các bạn cũng có thể dùng sốt cắm, các bạn cắm vào. Sốt không nhất mình thường dùng sốt của các thùng hoa đựng trái cây, mình ra chỗ mấy tiệm bán trái cây mình mua về. Tờ giấy này thì các bạn cắt đôi cho mình. Các bạn tiếp tục cắt đôi nữa nhé. Xong rồi, trong hai tờ như thế này, các bạn cắt đôi được thì các bạn giữ lại một tờ như thế này là 1/4. Còn lại 3 tờ này các bạn sẽ cắt đôi tiếp. Đây, các bạn sẽ cắt đôi tiếp cho mình. Cách bó này thì rất là đơn giản, chỉ cần một tờ giấy thôi. Đây. Bây giờ mình sẽ bó cái tờ mà nguyên như thế này này, các bạn gấp lại một cái thì các bạn gấp ở trước, còn một ít này thì các bạn gấp ra phía sau. Các bạn chỉnh sao cho được đều là được rồi. Các bạn cho hoa hơi thấp xuống tí.
túm lại cũng từ từ thôi. Nếu mà có sốt thì cái chỗ này nó không bị nhăn lắm. Đây. Rồi các bạn cố định lại cho mình nhé. Cái cách cố định thì mình cũng đã nói qua ở mấy video trước rồi. Mình hay dùng tiện cái kiểu cột thun này hơn. Vì giấy này là thuộc dạng giấy bóng cứng cho nên là các bạn cột chặt tay một tí. Đây. Rồi các bạn dùng các tờ giấy mà có hai mặt, có một nửa là giấy đen, một nửa là giấy bóng nhé. Ở đây mình cắt ra được 4 tờ nhỏ này. Các bạn lần lượt gấp đôi lại nhé. Không phải gấp đôi đâu, gấp một phần vô như thế này thôi này. Nếu mà các bạn không muốn nhăn giấy, một tay các bạn giữ, một tay các bạn bóc vô để cố định. Bên này cũng vậy. Bạn nào mà không quen thì các bạn nên cứ bó một tờ giấy thì các bạn sẽ cố định luôn. Thì nó sẽ đỡ tuột giấy ra. Hai tờ còn lại tiếp theo cũng vậy. Các tờ sau thì các bạn sẽ bó thấp dần xuống vì đây là cách bó hoa dạng dài. Các bạn chỉnh hoa sẽ chỉnh sao cho bó hoa nhìn nó đẹp thì được. Mình sẽ sử dụng sợi dây thun to mình cố định. Cái mục đích mình cho cái lá hồng ở ngoài đây thì là lúc mà các bạn bó những hai tờ cuối cùng như thế này thì họ sẽ không thấy được cái chân kẽm ở bên trong. Còn cũng có một cách nữa, đó là các bạn bó thêm giấy lụa hai tờ cuối như thế này thì các bạn nên gấp giống như tờ đầu tiên, một cái ở phía trước, một cái phía sau. Rồi các bạn sẽ để ra ở gần giữa bó hoa nhé. Các bạn nên giữ một tay bóp, bởi vì cái này nó dễ bị chạy qua hai bên, với lại giấy nó không sẽ không ở đều ở phía trước hoa. Đây. Tờ bên này cũng vậy.
lại luôn. Ôi, mình kéo mạnh tay quá nên nó đứt. Vậy là xong rồi. Rất là đơn giản, làm lại nhanh. Giờ mình sẽ làm nơ. Nơ các bạn chỉ cần dùng loại dây băng hai phân thế này thôi, không cần phải làm cái gì. Các bạn cột vào. Vì bỏ ba bông đây cũng không cần nơ quá to. Cột như thế này nhé. Các bạn sẽ cầm một tay này lên này. Bên này thì các bạn kéo từ trên, đưa từ trên đưa xuống. Thì nó sẽ có một tạo một đường viền như thế này. Cột nơ này thì rất là nhanh. Rồi, ở bên hai bên dây này thì các bạn có thể cắt nhọn một chút để nơ nó đẹp hơn. Vậy là xong rồi. Bó hoa mình đã hoàn thành như thế này. Đây là thành phẩm. Cái cách này thì rất là dễ làm. Và hy vọng các bạn đang xem cũng ai cũng có thể làm được một mẫu hoa như thế này. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.